Bộ phim Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong là phần tiền truyện của Thiếu niên Ca Hành, được cải biên từ tiểu thuyết của nhà văn Chu Mộc Nam. Bộ phim thu hút đông đảo người xem nhờ nội dung hấp dẫn, kỹ xảo mãn nhãn và diễn xuất duyên dáng của dàn diễn viên trẻ tài năng. Đảm nhận vai chính Bách Lý Đông Quân, Hầu Minh Hạo nhận được rất nhiều lời khen về ngoại hình anh tuấn, tươi sáng, khí chất nhiệt huyết, rạng rỡ đúng chất thiếu niên giang hồ. Vốn là tâm điểm gây chú ý nhưng ngoài Bách Lý Đông Quân ra, khán giả vẫn rất quan tâm đến các nhân vật ấn tượng khác như Diệp Đình Chi do Hà Dữ đóng, Tư Không Trường Phong do Hạ Chi Quang đóng, Lôi Mộng Sát do Hoàn Nhan Lạc Nhung đóng, Nam Cung Xuân Thủy do Trương Thần Tiêu đóng. Đặc biệt, nhân vật Lý Trường Sinh do Khưu Tâm Trí thủ vai, gây sốt bởi thiết lập mạnh nhất hệ thống nhưng tính tình lại rất quái gở, hết sức bá đạo. Trước mặt kẻ đối đầu, ông là thiên hạ đệ nhất lấy mạng người trong chớp mắt, nhưng khi ở bên cạnh các đệ tử ông chẳng khác nào một thiếu niên như đang ở độ tuổi nổi loạn. Không chỉ vậy, phần thể hiện trọn vẹn, lôi cuốn của nam thần một thời Khưu Tâm Trí khiến nhiều người xem mê mẩn Lý Trường Sinh thậm chí hơn cả anh chàng đệ tử Bách Lý Đông Quân. Hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu thêm về nhân vật thú vị này nhé! Lý Trường Sinh có lai lịch ra sao? Nhân vật Lý Trường Sinh xuất hiện ngay từ trong tiểu thuyết Thiếu niên Ca Hành ra mắt năm 2017, còn phần tiền truyện Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong được sáng tác sau đó vào năm 2019. Khi lên phim, nhân vật này đã được khắc họa một cách đầy lôi cuốn, gây tò mò và tạo cảm giác chứa đầy bí ẩn. Lý Trường Sinh nổi danh khắp thiên hạ, đến Thái An Đế cũng e ngại sức mạnh của ông. Lý Trường Sinh đã đạt đến cảnh giới thần du huyền cảnh hay được gọi là địa tiên, là cảnh giới cao nhất trong thế giới võ hiệp của Thiếu niên Ca Hành. Cuộc đời của Lý Trường Sinh trải qua hơn trăm năm, tính cách con người của ông rất lầy lội, còn thực lực thì khiếp người. Ra tay hạ gục đối phương chỉ trong nháy mắt nhưng lại rất tùy tiện, phong thái ung dung, phóng khoáng, tào nhã. Trong những lần cải lão hoàn đồng, ông đã dùng thân phận Nam Cung Xuân Thủy và cơ hổ biến để tung hoành giang hồ. Không ai biết rõ Lý Trường Sinh đã sống bao lâu trên đời. Trong Thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong, khán giả chỉ thấy được hai thân phận là Lý Trường Sinh và Nam Cung Xuân Thủy do Trương Thần Tiêu đóng. Trong suốt thời gian dài đằng đẵng ấy, ông đã từng sống với nhiều thân phận khác nhau. Đoạn đối đáp giữa ông và Cơ Nhược Phong trước khi rời khỏi thành Thiên Khải đã tiết lộ năm thân phận của ông. Lý Trường Sinh nói với Cơ Nhược Phong rằng, người tung hoành giang hồ gần 30 năm, lấy danh nghĩa học đường khiến thiên hạ kính nể, là ta. 60 năm trước, người dùng song kiếm Tuyết Xương, một trận chiến thắng Ngụy Trường Thụ của danh kiếm Sơn Trang, tự xưng Côn Luân Kiếm Tiên, là ta. 90 năm trước, một thân bố y, một thanh kiếm tàn chặn đứng con đường ma giáo chinh phạt phía đông, chính là ta. 120 năm trước, người cùng uống rượu, cùng say giấc với thi tiên sáng tạo thi kiếm quyết, vẫn là ta. Còn điều mà ngươi, Cơ Nhược Phong, muốn biết nhất, 150 năm trước, một tay gây dựng nên Bách Hiểu Đường, là ta của thời điểm sớm nhất. Tiên nhân xoa đầu ta, buộc tóc nhận Trường Sinh, ta đã 180 tuổi. Lý Trường Sinh còn nói thêm, cái tên ban đầu của ông là Cơ Hổ Biến, đồng nghĩa với việc ông chính là tổ tiên của Cơ Nhược Phong, người trở thành đường chủ Bách Hiểu Đường sau khi cái tên Lý Trường Sinh không còn tồn tại trên thế gian. Vì sao Lý Trường Sinh lại có thể sống lâu như vậy? Lý Trường Sinh vốn là đệ tử của môn phái Tiêu Dao Ngự Phong. Đây là môn phái do Tô Bạch Y, nhân vật chính trong tiểu thuyết Quân Hữu Vân, cùng hệ liệt với Thiếu niên Ca Hành, sáng lập. Với sự giúp sức của toàn bộ Tiêu Dao Ngự Phong môn, Lý Trường Sinh đã luyện thành Đại Xuân Công. Đây là một môn võ học này rất thần kỳ, bắt nguồn từ sách tiên nhân, có thể giúp người luyện Trường Sinh bất tử. Tuy nhiên, Đại Xuân Công có một hạn chế là sau 30 năm sẽ cải lão hoàn đồng quay trở về dáng vẻ thiếu niên, mất hết toàn bộ công lực, phải tu luyện lại từ đầu. Đó là lý do tại sao Lý Trường Sinh có thể sống lâu đến vậy và cũng là lý do tại sao ông lại nhanh chóng đưa Bách Lý Đông Quân rời khỏi thành Thiên Khải. Trong phim, bí mật động trời này của Lý Trường Sinh chỉ có một số ít người biết được. Đáng tiếc, sau lần trở về thời trẻ tuổi với thân phận Nam Cung Xuân Thủy, Lý Trường Sinh đã đến Đường Môn nhờ lão thái gia Đường Môn giúp mình phế bỏ Đại Xuân Công, bỏ đi cơ hội Trường Sinh bất lão mà người người khao khát. Thật ra, Lý Trường Sinh từng nói không có cái gì là Trường Sinh, là sống mãi không chết. Tất cả mọi thứ rốt cuộc sẽ trở về với cát bụi, nhưng chẳng qua cuộc đời của ông sẽ lâu hơn người bình thường mà thôi. Ông đã sống quá lâu, chứng kiến và trải nghiệm quá nhiều nỗi đau mất mát. Một người bình thường trên thế gian, làm sao có đủ tinh thần liên tục nhìn những người xung quanh rời đi, nhưng bản thân vẫn mãi ở đó một mình gặm nhấm buồn chán, cô độc. Đến khi Lý Trường Sinh gặp được cô gái định mệnh của đời mình là Lạc Thủy, thành chủ thành Tuyết Nguyệt, ông nhận ra Trường Sinh bất tử thật vô nghĩa và quyết định sống một đời bình thường với vợ. Hai người đến trấn thủ biên giới phía Bắc, từ đây môn võ công này cũng bị thất truyền. Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu tại sao ông không truyền lại công pháp này cho đệ tử của mình. Nguyên nhân rất đơn giản,
Bởi vì công pháp này là do Lý Trường Sinh khi còn là đệ tử của Tiêu Dao Ngự Phong Môn đã được trên dưới toàn môn dốc sức giúp ông luyện thành. Nay Tiêu Dao Ngự Phong Môn đã bị thiêu rụi, không còn ai có thể luyện thành Đại Xuân Công nữa. Cảnh giới và tuyệt chiêu võ công của Lý Trường Sinh. Trong quá trình theo dõi nội dung phim, tin rằng khán giả đã có thể cảm nhận rõ sức mạnh khiếp người, có thể tung hoành ngang dọc mà không sợ một ai của Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh đã không ít lần phô diễn một phần thực lực của mình. Ông có thể đánh bại Vũ Sinh Ma, sư phụ của Diệp Đỉnh Chi, người luyện ma tiên kiếm, một cách dễ dàng với chiêu cuối không để ai kịp nhìn thấy. Một thân một mình tiến vào hoàng cung, không kiêng nể, sợ sệt trước hoàng đế, xử gọn gàng mọi cao thủ trong cung to gan định ám sát ông. Đó cũng chính là lý do tại sao Thái An Đế lại e ngại Lý Trường Sinh, cũng như luôn dè chừng thế lực của các cao thủ trong giang hồ. Với cuộc đời hơn 180 năm, Lý Trường Sinh đã luyện thành công pháp Đại Xuân Công, đạo môn tuyệt học Linh Hư Bộ, Phật môn Kim Cang Bất Hoại Thần Thông. Ông đã trở thành một sự tồn tại vô địch, đệ nhất thiên hạ, được gọi là địa tiên, ở cảnh giới thần du huyền cảnh. Sở hữu kiếm pháp và đao pháp không có ai vượt qua được, quyền pháp và trưởng pháp càng không có ai dám xưng số một trước mặt ông. Ngoài duy nhất thương pháp, Lý Trường Sinh gần như đều nắm bắt các tuyệt chiêu khác đến mức vô cực, vô hạn, vô pháp, vô thiên. Về kiếm pháp, ông sở hữu hai bộ kiếm pháp gồm Tú Kiếm Thập Cửu Thức, truyền lại cho Bách Lý Đông Quân, và Chỉ Thủy Kiếm Pháp, truyền lại cho Lý Hàn Y. Cấp độ thứ nhất gặp núi là núi, gặp nước là nước. Cấp độ thứ hai gặp núi không phải núi, gặp nước không phải nước. Cấp độ thứ ba gặp núi vẫn là núi, gặp nước vẫn là nước. Trên cấp độ 3, vẫn có kiếm thiên đạo, khi đã luyện thành liền có thể đạt đến huyền du cảnh. Ngoài kiếm pháp, Lý Trường Sinh còn có đao pháp Ngũ Hổ Đoạn Sơn Đao và song thủ đao kiếm thuật, truyền lại cho Bách Lý Đông Quân, song thủ kiếm thuật, truyền lại cho Lý Hàn Y. Các tuyệt chiêu nổi bật của Lý Trường Sinh gây ấn tượng sâu sắc trong thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong gồm có Linh Hư Bộ là bí kíp của đạo môn, Kim Cang Bất Hoại Thần Công là bí kíp của Phật môn, kiếm pháp Tu Kiếm Thập Cửu Thức, đao pháp Ngũ Hổ Đoạn Sơn Đao và song thủ đao kiếm thuật, truyền lại cho Bách Lý Đông Quân. Kiếm pháp Chỉ Thủy gồm 3 cấp độ và song thủ kiếm thuật, truyền lại cho Lý Hàn Y. Thương pháp Kinh Long Biến, truyền lại cho Tư Không Trường Phong. 10 đệ tử xuất chúng của Lý Trường Sinh. Trong phim Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong, cuộc đời của Lý Trường Sinh bao gồm cả thân phận Nam Cung Xuân Thủy có tổng cộng 10 đệ tử chính thức, trong số đó có 7 công tử trong Bát Công Tử Bắc Ly. Lý Trường Sinh rất muốn thu nhận cả Liễu Tương Công Tử Tạ Tuyên do Lưu Sướng đóng nhưng bị anh một mực từ chối. Đại đệ tử, Quân Ngọc, vô danh công tử. Nhân vật Quân Ngọc do Đồng Mộng Thực thủ vai đến nay vẫn chưa chính thức xuất hiện trong Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong, một phần là vì anh đã quá mạnh. Anh là một trong Bát Công Tử Bắc Ly, đại đệ tử của Lý Trường Sinh. Một nhân vật sở hữu sức mạnh thâm sâu khó đoán, nhan sắc tuấn lãng, khí chất phiêu diêu, mỉm cười dịu dàng như ngọc. Ngay từ đầu, anh đã ở cảnh giới phù giao cảnh hoặc là sự tồn tại của đại tiêu giao cảnh. Khi xuất hiện ở phần sau, trong cuộc đại chiến với Thiên Ngoại Thiên, Quân Ngọc chỉ dùng một chiêu kiếm đã hạ được Vô Tác, thần du cảnh. Đánh bại Vô Tướng, người đứng đầu tứ đại tôn sứ, Vô Pháp, Vô Thiên, Vô Tác và Vô Tướng, thực lực đạt đến bán bộ thần du huyền cảnh. Đệ tử thứ hai, Lôi Mộng Sát, trước mặt công tử. Lôi Mộng Sát, do Hoàn Nhan Lạc Nhung đóng, là một trong số các cây hài được yêu mến nhất nhì trong phim. Anh chàng ăn to nói lớn, khí chất phóng khoáng, hào sảng, nói nhiều bẩm sinh, điệu cười hài hước có một không hai. Trái với tính cách hóm hỉnh của mình, anh là một kỳ tài luyện võ hàng thật giá thật, lòng mang chí lớn. Cả gia đình nhỏ của Lôi Mộng Sát gồm vợ Lý Tâm Nguyệt do Từ Bang đóng, con gái Lý Hàn Y và con trai Lôi Vô Kiệt do Ngao Thụy Bằng đóng trong Thiếu Niên Ca Hành đều thuộc top cao thủ. Song, chính vì hoài bão to lớn, trong cuộc chinh phạt Nam Quyết, anh đã hy sinh trên sa trường, thân xác bị giày xéo dưới vó ngựa khiến người hâm mộ đau lòng không thôi. Đệ tử thứ ba, Cố Kiếm Môn, Lăng Vân Công Tử. Ngay trong tập đầu tiên của Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong, Cố Kiếm Môn đã xuất hiện với một vẻ ngoài tà mị. Anh là nhị công tử của Cố gia, một người ngông cuồng, phóng đãng, thực lực của anh tương đối yếu trong số 8 vị công tử Bắc Ly. Nhưng ở Cố gia, Cố Kiếm Môn không phải là đối tượng để người khác có thể xem thường, dễ dàng mạo phạm đến anh. Đệ tử thứ tư và thứ năm, Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt Công Tử và Mạc Hiểu Hắc, Mạc Trần Công Tử. Liễu Nguyệt, do Chu Chính Đình đóng, được mệnh danh là chàng trai có dung mạo đẹp nhất thiên hạ, trí dũng song toàn. Vũ khí của Liễu Nguyệt rất đặc biệt khi anh chuyên dùng thắt lưng bằng vàng và hiếm khi cần phải rút vũ khí đặc biệt này ra. Mạc Hiểu Hắc là thiếu môn chủ của Hắc Môn, một kiếm khách lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc, khí thế ngút ngàn.
Mạc Hiểu Hác đối lập với Liễu Nguyệt khi được cho là có dung mạo rất tầm thường. Ngoài mặt, hai người thường xuyên cãi cọ, tranh giành thứ tự với nhau, ai cũng đòi làm sư huynh nhưng thực tế họ rất thân thiết, những lúc quan trọng đều xuất hiện kịp thời để hỗ trợ lẫn nhau. Đệ tử thứ 6, Lạc Hiên, Thanh Ca công tử. Lạc Hiên, do Đặng Siêu Nguyên đóng, là thiếu trang chủ của Lạc Thủy Trang, nhã nhặn, tinh tế, kiếm pháp uyển chuyển, tao nhã. Đệ tử thứ 7, Tiêu Nhược Phong, Phong Hoa công tử. Tiêu Nhược Phong, do Bạch Trú đóng, là thất hoàng tử, con trai của Thái An Đế. Anh cũng chính là Lang Gia Vương trong truyền thuyết, một người thâm sâu khó đoán, theo phò tá ca ca Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn. Vậy nhưng sau khi Tiêu Nhược Cẩn trở thành Minh Đức Đế, vì nghi kỵ và nội chiến triều đình đã ép Lang Gia Vương vào chỗ chết. Đệ tử thứ 8, Bách Lý Đông Quân. Nam chính Bách Lý Đông Quân là người sau này trở thành tử tiên vang danh thiên hạ, cầm kiếm là kiếm tiên, cầm đao là đao tiên. Cuộc đời của Bách Lý Đông Quân sinh ra đã ở vạch đích, con cưng của trời, gia thế hiển hách, võ mạch trời sinh, muốn gì được nấy nhưng đến cuối cùng lại chẳng còn ai bên cạnh. Bách Lý Đông Quân phải chứng kiến huynh đệ thân thiết nhất thuở bé của mình nhập ma rồi cuối cùng tự sát. Anh vô tình ra tay sát hại chính người mình yêu nhất, Nguyệt Giao, do Hồ Liên Hình đóng. Một cao thủ đứng hàng đầu trong thiên hạ nửa đời sau chỉ luôn tìm kiếm thứ thuốc gọi là canh mạnh bà để quên đi tất cả mọi chuyện đau buồn nhưng vẫn chẳng thể nào quên. Đệ tử thứ 9, Lý Hàn Y, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Lý Hàn Y là nữ đệ tử duy nhất, nhỏ tuổi nhất trong số các đệ tử tài năng của Lý Trường Sinh. Lý Hàn Y là con gái lớn của Lôi Mộng Sát, vì biết trước con đường mình đi lắm trông gai và nguy hiểm. Lôi Mộng Sát không muốn liên lụy đến Lôi gia đình nhỏ của mình nên anh cho con gái theo họ mẹ. Thừa hưởng gen di truyền của cha mẹ cùng với thiên phú và sự nỗ lực của bản thân, Lý Hàn Y nhanh chóng trở thành Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, nhị thành chủ thành Tuyết Nguyệt khiến người người nể sợ. Bên cạnh đó, chuyện tình đẫm nước mắt của Lý Hàn Y và Triệu Ngọc Chân trong phim Thiếu Niên Ca Hành từng là điều khiến khán giả day dứt mãi. Đệ tử thứ 10, Tư Không Trường Phong. Từ một lãng khách không thân không thích, không nhà không cửa, cuối cùng Tư Không Trường Phong được Lý Trường Sinh nhận làm đệ tử. Sau này, ông cũng trở thành tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt, thương tiên độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Mối tình của anh cũng đơm hoa kết trái và có một cô con gái tài ba không kém là Tư Không Thiên Lạc. Tư Không Trường Phong có thể được xem là đệ tử may mắn nhất trong số các đệ tử của Lý Trường Sinh, xuất thân không bằng ai nhưng cuối cùng gần như có được tất cả. Kết cuộc của Lý Trường Sinh. Sau khi từ bỏ thân phận Lý Trường Sinh, rời khỏi thành Thiên Khải, Nam Cung Xuân Thủy đưa Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong, Hạ Chi Quang đóng, đến thành Tuyết Nguyệt. Khi hai đệ tử đã trở nên đủ lợi hại, được ghi tên vào bảng vàng Lương Ngọc, Nam Cung Xuân Thủy quyết định cùng Lạc Thủy, Phi Phàm đóng, lên đường đi ngao du khắp nơi. Sư nương Lạc Thủy trao lại quyền thành chủ cho Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong, chưa chống một vị trí nhị thành chủ mà hẳn ai cũng biết là để dành cho Lý Hàn Y. Điều này như thể cho thấy Lý Trường Sinh trước khi rời khỏi đã sắp xếp cơ bản cho tất cả các đệ tử của mình. Sư phụ chẳng thể nào mãi ở bên cạnh các đệ tử và họ càng không thể nào sống mãi dưới sự che chở, bảo bọc của ông. Cuộc hội ngộ nào cũng phải đến lúc chia ly, đoạn đường phía trước, các đệ tử của ông phải tự mình bước đi. Mặc dù đa số các đệ tử của Lý Trường Sinh đều không có kết cục tốt đẹp nhưng suy cho cùng họ đều là những bậc kỳ tài nổi danh thiên hạ. Kết quả họ nhận lấy đều là cái giá phải trả cho những lựa chọn, quyết định của mình, không tránh được sự an bày khắc nghiệt của số phận. Trước khi phát sóng, thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã thu về 1,34 triệu lượt hẹn xem chỉ trong một ngày, trở thành bộ phim có lượt hẹn xem trong ngày cao nhất của nền tảng Youku. Xuyên suốt thời gian công chiếu sau đó, phim cũng không phụ sự kỳ vọng của khán giả khi đạt được loạt thành tích ấn tượng và đã chính thức phá mức nhiệt 10.000 trên nền tảng Youku vào ngày 25 tháng 7. Nhiều khán giả bày tỏ niềm yêu thích cùng sự bất ngờ khi chất lượng phim vượt mong đợi, bộ phim được khán giả đánh giá cao quá trình sản xuất bởi sự chỉn chu và sáng tạo. Phim có khoảng 500 cảnh kỹ xảo khác nhau nhằm mục đích xây dựng một thế giới giang hồ sống động. Mỗi cảnh quay đều đậm mùi tiền và được dàn dựng công phu dù bộ phim không có ngôi sao lưu lượng. Từ khi ra mắt đến nay, thiếu niên Bạch Mã Túy Xuân Phong đã trở thành cơn sốt trong cộng đồng mọt phim Hoa ngữ, là một trong những hắc mã của dòng phim cổ trang mà bạn nhất định không nên bỏ lỡ trong năm 2024. Bạn đã xem Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong chưa? Bạn có nhận xét như thế nào về phim? Chia sẻ với mọi người ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. See you!